Vâng, cửa hàng xe máy Phương Nam kính chào quý khách nha. Và mình mới về một chiếc mô tô Honda LA 250 phân khối nha. Đấy, xe chính chủ, đấy, có hồ sơ tự quản luôn nha. Đấy, xe này thì nguyên bản luôn. Đó. Biển số là 51A6-1521. Xe này thì 9 lút luôn, số rất là đẹp luôn. Đấy, đang nổ máy mà máy êm ru này. Tua đồng hồ đang lên luôn này. Máy thì thầm nha. Máy rất là êm luôn. Đây, cái này còn nguyên bản hết nha. Đấy. Mình không có cái này, thích các bạn về á, đánh cước lên nha. Đánh cước lên nó rất là đẹp nha. Đánh cước lên nó sẽ mới giống như chỗ dưới này này. Đó, đánh cước lên nó sẽ đẹp như vậy. Vành biết là nguyên bản rồi, đó. Bô biết là còn mấy chấm luôn này. Đây, xe khá là ok. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết luôn. Đó, đèn biết còn đầy đủ hết nhá. Engine luôn này, engine này rất là êm nhá. Đó. Bô biết là bô zin hết luôn. Tem biết còn nguyên này. Đó, xe này rất là ok, máy ngon, chạy sướng lắm nhá. Xe này ngày trước thì trong ngành hay đi này. Vỏ lốp là trước sau còn mới nha, trông xích còn ngon. Đấy, rô cái thùng. Xe này thì còn nguyên bản nên là chạy rất là ok nha anh em. Đó. Rồi. À, địa chỉ cửa hàng mình thì cửa hàng mình có mua bán và trao đổi các dòng xe, mô tô, xe máy các loại luôn. Đó. Khi mua xe tại cửa hàng xe máy Phương Nam sẽ được tặng 3 phần quà lón nhớt và bảo hiểm xe máy. Sẽ được kiểm tra bảo dưỡng khi trước khi giao xe nha. Địa chỉ đây 14 Thủ Hoa Quân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Số Zalo 0385524849, số điện thoại là 0977355248 nha. Các bạn xem kênh đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Cửa hàng mình có rất nhiều xe. Rồi, cảm ơn anh em nha. Đó. Giá xe thì anh em cứ liên hệ giúp mình nha. Rồi, xin chào.